Hôm nay cho Igo đi ra phòng khám thú y với Đức chơi. À, Igo làm gì đấy? Thanh niên bây giờ to rồi. Trộn. Nhưng mà vẫn thích lên ngồi ghế ở trên. Ô, đèn xanh rồi này. Thôi, Igo tự nhìn vào camera để quay đi. Anh còn phải lái xe, anh chỉ giữ được thế này. Từ đầu đến cuối chuyến đi là đều muốn ngồi lên ghế trên ngồi. Đi chậm chậm như thế này thì có thể quay được. À, đường có gì hot không? Đường đông xe quá nhỉ. Toàn một chủ một chó, chẳng có ai quay video hộ cả. Nha. Yeah. Thôi được rồi, Igo lớn rồi, phải ngồi ghế dưới thôi, ngồi ghế trên không đủ chỗ. Làm sao mà lên trên được? Nào, không phá đâu. Rồi. Ngắm đường, ngắm phố. Cùng dỗi rồi, đâu không lên trên nữa. Ông ở dưới ông ngắm đường. Đã đến phòng khám. Hôm nay cho cô ra phòng khám chơi. À, cô thích cái gì thì gấp cầm về đi. Thích gì anh mua cho. Ừ. Ra phòng khám thú y Việt Đức. Số 1 Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy. Đây là lần đầu tiên cho Igo ra phòng khám chơi. À, sở dĩ tôi dám cho chó nhà ra đây chơi là bởi vì tôi biết là phòng khám này làm các khâu vệ sinh sát khuẩn tất tật các thể loại là làm rất chuẩn. Igo ra ngoài ở khu vực nấu ăn. Ra đây, ra đây, ra đây. Khu vực nấu ăn ăn buổi trưa của các bác sĩ là một cái góc rất rất nhỏ ở trong phòng khám. Nào, Igo xem lấy được món gì ở đây. Bên kia mới đồ ăn, bên đấy là bát ăn. Ê. Igo. Hay hay. Này, thử cho Igo chơi quả bóng. Quả bóng đỏ mà Igo không thích. Hiện tại bây giờ cái ưa thích của Igo là cái con gà chip chip thôi. Quả bóng này Igo chơi quả bóng này cứng. À, các bác sĩ của phòng khám Việt Đức thì có cái điểm chung là yêu chó. Nào, đấy đánh dấu đi. Đánh dấu cho các bác sĩ lau. Đấy đánh dấu đi, tôi sẽ bảo cho. Đấy đánh dấu bao nào, chốc mua bao đấy. Đó. Thế các bác sĩ chỉ mong là đấy đánh dấu thật nhiều vào. Nào, cà phê đấy, để khử mùi đấy. Igo ngó nghiêng khắp mọi chỗ. Ồ, Igo cao phết, Igo cao bằng cái bàn rồi đấy. Các bác sĩ ở đây toàn trai xinh với gái đẹp thôi. Nào. Đây, mọi người nhìn cái chân của Igo hôm nay là cái chân của Igo đã về bình thường rồi. Hồi phục sau đợt ốm mất khoảng 3 tuần dùng canxi nano. Nhưng mà đến hôm nay mới quay video, hôm nay mới có dịp cho nó đi chơi mới quay video được. Igo ơi. Igo. Ra ngoài này.
nhìn cái chân sau của con chó, nếu mà cái chân sau nó yếu là nó sẽ rúm vào với nhau. Cái chân sau của con chó mà nó khỏe thì nó đi nó sẽ hai chân nó dạng ra hai bên. Ra đây Ego. Hai chân nó sẽ đi bằng nhau. Đây. Đây là khu vực kiểm tra bước đầu của phòng khám. Khu vực điều trị là ở các tầng bên trên, điều trị và phẫu thuật. Ra đây. Về cái vấn đề sát trùng sát khuẩn để mà phòng bệnh, thường là chúng ta lo lắng là khi mà chúng ta mang chó ra phòng khám sợ nó lây bệnh ở những cái con nó đang chữa ở phòng khám. Như đấy, như mọi người thấy là mình cho chó ra đây chơi là rất là tự tin, không có cái e ngại gì cả, bởi vì là phòng khám làm sát trùng sát khuẩn là làm chuẩn chỉ, các kiểu con đà điểu là đều chuẩn chỉ hết. Các bạn mà ở quanh khu vực số 1 Mạc Thái Tổ này mà ở gần thì cũng có thể mang chó ra đây để mà khám chữa gì đấy. Ego. Hôm nay cho Ego qua phòng khám này mua vài thứ và cho Ego sang trại chơi với bố. Ngày mai sẽ có cái video của Ego với lại Bruno, hai bố con. Nào, ngồi xuống. Ego ngồi chỗ nào để anh chụp một kiểu ảnh đẹp xem nào. Nào. Phòng khám thú y Việt Đức là đơn vị bao trọn gói cái dịch vụ thú y của trại chó GV nhà mình. Số 1 Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, Hà Nội các bạn nhé. Bạn nào mà có muốn qua thăm khám thì nhớ địa chỉ. Mua đồ ở phòng khám xong rồi thì mình cho Ego sang trại gặp bố Bruno. Thì cùng ngắm Ego một chút ở trên đường sang trại và xem cái video hai bố con Bruno gặp nhau vào hôm sau mọi người nhé. Hey, đứa nào trong gương kia? Cho lên đằng sau. Đằng sau mở cửa sẵn rồi. Không, Ego đòi lên trên ngồi. Nhưng Ego to quá rồi, cho ngồi bên dưới thôi. Trời, ông ấy nhìn ông ở trong gương. Không. Đây là ngắm Ego ngang này. Siêu gần. Hey. Ok, thôi chúng ta đi nhá. Ở ghế trên đã bị Yumi chiếm mất rồi. Ego vẫn muốn ngồi lên. Nhìn ở góc này giống lột bố Bruno. Cái chán rô không thể nào mà lạch cái đâu được. Đến ngã tư Xuân La, Xuân Đỉnh rồi. Đang dừng đèn đỏ. Quay tí. Hết đèn đỏ rồi chúng ta lại tắt đi lại đi cho an toàn. Ego. Rồi, hôm nay cho hai bố con Ego với lại Bruno ra chơi với nhau một tí. Cho Ego sang trại. Ego đã đến trại. Mời các bạn đón xem Ego và bố Bruno vào video tiếp theo. Xin
Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.